Thưa quý vị, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết lượng khách du lịch đến thành phố sẽ tăng mạnh trong dịp lễ 2 tháng 9. Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, đảm bảo phục vụ du khách để khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ tại Đà Nẵng. Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022 là khoảng 531 chuyến với hơn 60.000 lượt khách. Tổng lượng khách tham quan vui chơi tại các khu điểm du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, tăng khoảng 38% so với năm 2019. Một số khu điểm dự kiến đón lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hill, Công viên Châu Á, Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Tàng Tài, Danh Thắng Của Hành Sơn, Mikazuki Waterpark 365. Hiện nay, lực lượng viên chức người lao động cũng sẵn sàng làm cái nhiệm vụ đón khách một cách tốt nhất, phân chia cái lịch trực cho anh em một cách hài hòa, có nghĩa là lễ nhưng mà cũng vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ, mà cái điểm đến của mình cũng phải thể hiện là một điểm đến an toàn và thân thiện và mến khách. Thì cái vấn đề này Đảng ủy lãnh đạo ban cũng đã đưa vào cái chương trình kế hoạch để thực hiện. Hiện nay, khách lẻ có xu hướng đặt phòng cận ngày nghỉ lễ, tập trung tại một số cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao ven biển. Một số khu nghỉ dưỡng có đoàn khách đặt xuyên lễ với công suất khoảng 90%, như khách sạn Furama, Fullman. Các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng từ 40-45%. Khách sạn Rasmau nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại cho biết, dịp lễ 2 tháng 9 này, khách đã đặt lịch full phòng. Khách sạn cũng chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ và thái độ ứng xử với khách. Còn hiện tại thì dịp lễ 2 tháng 9 năm nay thì đến 70% thì hầu như là khách Việt Nam. Tuy nhiên thì mình vẫn có những cái khách quốc tế cũng như là khách quốc tịch nước ngoài đang lưu trú và làm việc tại Việt Nam thì người ta cũng đã bắt đầu đi du lịch lại từ tháng 5 rất là nhiều. Vì là đa phần là số lượng khách mà đến tại Rice Mall là khách lẻ cho nên là mình cũng làm những cái hoạt động để mà thu hút thêm cái dịch vụ cho khách. Để đảm bảo công tác đón và phục vụ khách du lịch chu đáo, Sở Du lịch đã ban hành công văn số 1429 ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc đảm bảo công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2 tháng 9 để triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch bố trí 100% lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Công tác an ninh trật tự thì ban quản lý bố trí lực lượng trực 24/24, phối hợp với địa phương tăng cường xử lý các cái hàng rong, xe lòng đường và các cái loa kẹo kéo vào đêm. Ban quản lý cũng đã tổ chức tuyên truyền trên cái hệ thống loa phát thanh ven biển để người dân và du khách khi mà tham gia tắm biển tại bãi biển thì phải thực hiện đúng theo cái nội quy tại bãi biển. Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ có nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ 2 tháng 9 như lễ hội du lịch Quốc Đà Nẵng 2022, giải đua thuyền sailing vô địch trẻ quốc gia và giải súp các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022. Các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hằng, miễn phí tham quan các khu điểm du lịch do thành phố quản lý. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức combo đêm Bà Nà từ 15 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Sáu, 7 và Chủ nhật hàng tuần đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2022. Công viên Châu Á miễn phí vào cửa dành cho du khách. Công viên nước Mikazuki giảm 30% giá vé. Làng Tôm Sara tổ chức 3 đêm live music vào ngày 2 tháng 9, phun lửa, phun nước tại cầu sông, v.v.